từ ngày 14 tháng 7 đến ngày 26 tháng 7 năm 2019, tại nhà thờ Tin lành Tiên Thủy, Ban đại diện Tin lành tỉnh Bến Tre đã tổ chức lớp Thánh Kinh căn bản khóa 4 năm thứ 3 cho con dân Chúa trong các hội thánh ở tỉnh nhà. Lễ khai giảng diễn ra lúc 15:30 Chủ nhật ngày 14 tháng 7 năm 2019 với sự hướng dẫn chương trình là Mục sư Lê Vĩnh Hưng, diễn giả là Mục sư Trương Thanh Thiên Ân, trưởng ban tổ chức, giảng lời Chúa với chủ đề Không quên lời Chúa, nương trên nền tảng Kinh Thánh trong phục truyền Luật lệ ký chương 11 câu 13 đến câu 28, để khích lệ các học viên cần ghi khắc lời Chúa trong trí cũng như trong lòng mình và phải hành động theo lời Chúa để nhận được ơn phước lớn lao mà Chúa ban cho. Lễ bế giảng diễn ra vào lúc 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 26 tháng 7 năm 2019. Mục sư Đỗ Phước Thạnh hướng dẫn chương trình, diễn giả là Mục sư Trần Thanh Dũng, Ủy viên Mục vụ Tổng Liên hội, công bố sứ điệp với chủ đề Đạt được điều mong ước, nền tảng lời Chúa trong Gia Cơ chương 4 câu 1 đến câu 3. Được sự cảm thúc của Thánh Linh sau lời kêu gọi của mục sư, nhiều khóa sinh đã bước lên hướng nguyện dâng cuộc đời mình cho Chúa. Mục sư diễn giả đã cầu nguyện để Chúa dùng họ một cách đặc biệt cho công việc nhà ngài. Lớp Thánh Kinh căn bản năm 3 gồm có 5 môn học: 1. Giáo nghi Hội Thánh Tin lành Việt Nam do mục sư Trần Thanh Dũng hướng dẫn; 2. Lãnh đạo và tổ chức Hội Thánh do mục sư Lê Văn Như Kỷ hướng dẫn; 3. Sự mặc khải của Đức Chúa Trời do mục sư Châu Tử Tôn hướng dẫn; 4. Cuộc đời Chúa Cứu Thế phần 2 do mục sư Nguyễn Đình Tính hướng dẫn; và cuối cùng là Tăng trưởng Tâm linh do mục sư Trương Thanh Thiên Ân hướng dẫn. Tổng số 82 khóa sinh đăng ký học, có 15 khóa sinh đã hoàn tất chương trình Thánh Kinh căn bản, nhận chứng chỉ tốt nghiệp và phần quà lưu niệm do ban tổ chức trao tặng. Bên cạnh đó, 10 khóa sinh đạt thứ hạng cao cũng nhận được phần quà khích lệ tinh thần học lời Chúa từ ban tổ chức. Khóa học đã diễn ra và kết thúc tốt đẹp trong ơn của Chúa. Nguyện Chúa hành động trong lòng tất cả các khóa sinh tham gia lớp học để khi trở về hội thánh địa phương, các bạn, các em sẽ cộng tác tích cực với hội thánh, làm sáng danh Chúa qua đời sống mình. Amen.